ví dụ như trong trong kinh 16 hơi thở thì nói là mình theo dõi, mình biết là hơi thở vô hơi thở ra, thì như vậy có đúng hay không, hay là khi mà mình đã để ý tới hơi thở vô hơi thở ra là mình đã bị cột vô cái gì rồi? Không, thực tế đây hồi nãy thầy nói rồi đó, cái này thầy nói rất rõ, tức là nó có hai cái. Một á là mình cố gắng cột cái tâm mình vào cái, tức là cố gắng mà tập trung tư tưởng vào cái mà hơi thở vô hơi thở ra là khác. Còn bây giờ mình ngồi thư giãn buông xả thì mình cũng thấy hơi thở vô thở ra đấy, nhưng mà là thấy một cách toàn vẹn. Còn bên kia là nếu mình phải đếm hay là mình cố gắng nhìn nó ở đâu đó thì không thể nào toàn vẹn được. Tức là mình chỉ tạm mượn để mà định tâm vậy thôi, chứ còn thực ra không thể nào toàn vẹn được. Muốn toàn vẹn thì mình chỉ hoàn toàn thứ dạng bốn phải, tức là hai bên khác, tức là không làm gì cả, không cố gắng theo dõi hơi thở ở đâu, không cần đếm hơi thở, không cần giữ tâm gì cả, cứ để tâm hoàn toàn thứ dạng bốn phải thì vẫn cảm nhận hơi thở như thường, mà lúc đó mới là cảm nhận một cách toàn vẹn. Một bên buông xuống thì thấy toàn vẹn hơi thở, cái đó mới thực sự là niềm hơi thở. Thì lúc đó thở dài, thở ngắn, thở cách gì là đều thấy rõ. Còn một bên ấy, bây giờ mình chỉ coi nó là mũi để coi sự hơi thở nó ra làm sao, vô làm sao, để cố gắng để mà mục đích là để định tâm lại. Thì như vậy mình đâu có thấy được cái toàn vẹn cái động tác thở. Hay là mình chỉ thấy ở nơi bụng thôi, thì nó làm sao mình thấy được toàn vẹn cái động tác thở. Mà trong đó có cái câu nói này, cảm giác toàn thân. Khi thở vô, cảm giác toàn thân khi thở ra. Đó. Tức là cảm giác toàn thân đấy, tức là toàn động tác thở, toàn bộ động tác thở. Mà cái đó là rất đơn giản thôi, tức bây giờ mình cứ ngồi thư giãn buông xả ra một cái là mình cảm nhận được cái toàn bộ động một cảm giác thở. Cái cảm giác cái động tác thở đó, nó ảnh hưởng lên toàn thân, chứ không phải là nó chỉ là ở bụng hay là ở mũi. À, còn đếm là còn tật nữa. Bởi vì đếm cứ ngồi mình đếm á, thì tất nhiên là mình cứ lo đếm cho nên mình không thể nào toàn vẹn được với thở. Tôi nghĩ đếm là nó một cái phương tiện hiệu xảo, tức là cái người mà ngồi xuống đầu nó cứ nghĩ ngoài chuyện này chuyện kia thì đó là một cách để cho mà yên hay là sao. Rõ ràng thầy nói là bây giờ thầy nói có hai loại đó, một loại đó tức là mình đem cái bản ngã ra, dùng ý chí của bản ngã và muốn đạt được cái tâm định, cho nên mình cố gắng mình rèn luyện mình làm thế này thế kia, thì đó là một trường khác. Còn một bên ấy là hoàn toàn buông xuống để cho thân tâm nghỉ ngơi, và khi mà buông xuống cho thân tâm nghỉ ngơi ấy, thì chính lúc đó là lúc chánh niệm tỉnh giác, bởi vì lúc đó là cái tâm nó đã hoàn toàn trở về lại cái thực tại. Vì khi buông rồi thôi đó thì tâm nó không có chạy cái đối tượng nào đấy, thì nó đã hoàn toàn trở về cái thực tại, cho nên đó là chánh niệm, và nó đang biết rõ cái thở, hoặc là biết rõ cái gì, nói chung là biết rõ toàn thân. Còn nếu lúc đó nhưng bây giờ nó đau, giả sử như có cái gì đau, thì lúc đó bắt đầu là nó sẽ có một bên thì cố giữ hơi thở, còn một bên là điều chi phối qua đau, và như vậy là sẽ có hai cái. Đó. Cho nên nó mới sinh ra rất nhiều đối kháng ở trong cái việc mà mình cố gắng giữ cái tâm trên cái hơi thở. Trong lúc đó đơn giản là đau thì lúc đó mình biết đau, tại cái tâm mình nó buông xuống rồi thì bây giờ đau thì nó biết đau, mà lúc đó chim hóc vẫn cứ ngán, tất cả mọi chuyện xung quanh đều thấy, đều nghe, đều biết hết. Nhưng mà cái biết đó là hoàn toàn là ở trong cái trạng thái thư giãn buông xả nghỉ ngơi hoàn toàn, nó tất cả mọi cái đều đến đi mà vô ngại, tức là nó đến thì đến, nó đi thì đi, mà mình cũng không giữ lại, mình cũng không đuổi nó đi. Cho nên giải pháp vẫn cứ y nguyên, tâm mình là hoàn toàn là nghỉ ngơi vẫn ở trong cái sống làm trong thánh.
khi mà nó buông xuống nó nghỉ ngơi hoàn toàn đó, thì nó sẽ là rộng lành trong sáng. Với cái tâm rộng lành trong sáng đó, rồi thì bây giờ con người vô chào thì vẫn biết vẫn chào lại bình thường. Nhưng mà trong nếu như mình ngồi mình định đó, thì có ai vô chào mình cái là mình bực mình rồi. Hay là có một cái tiếng đồng là làm mình bực mình rồi. Thì lúc đó là mình đang đến 1, 2, 3, 4, 5 bây giờ tự nhiên. Không biết đến tôi đâu rồi. Nghe ai chào cái tôi không biết đến tôi đâu rồi.